Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu 10 phút tập yoga cho người mới bắt đầu. Các bạn ngồi trong tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt. Hít vào, đưa tay lên, khóa các ngón tay và kéo giãn lên cao. Thở ra, trở về. Hít vào, đưa tay lên cao. Thở ra, xuống. Hít vào, lên. Thở ra, đưa tay xuống. Thả lỏng mọi sự cơ cứng trong cơ thể mình. Chuẩn bị cho bài tập yoga tiếp theo. Đưa tay trở về đầu gối. Đưa tay phải lên cao, tay trái nắm cổ tay phải, kéo tay phải và nghiêng người sang trái. Trở về. Tay phải nắm cổ tay trái, hít vào và thở ra, nghiêng người sang phải. Thở ra, trở về, đổi bên, nghiêng người sang trái. Trở về và nghiêng người sang phải. Đưa tay trở về đầu gối. Đưa tay phải lên, gập tay phải ở phía sau. Tay trái nắm khuỷu tay phải. Một lần nữa nghiêng người sang trái, gần giống với động tác trước đó. Đổi bên, tay phải nắm khuỷu tay trái. Hít vào, thở ra, nghiêng người sang phải. Trở về trung tâm và đổi bên, nghiêng người sang trái. Trở về, nghiêng sang phải. Rất tốt, trở về trung tâm. Khóa các ngón tay và xoay phần vai, thả lỏng và thư giãn phần vai. Quay chiều ngược lại. Giơ hai tay sang hai bên và gập lại, chạm vào vai của mình. Làm 3 tới 5 lần. Sau đó đưa tay cao hơn ngang bằng vai và làm tương tự 3 tới 5 lần. Giữ các ngón tay chạm ở vai và quay tròn phần bả vai. Bạn quay càng rộng càng tốt, giúp làm nóng phần vai của bạn. Quay chiều ngược lại. Đưa tay trở về đầu gối, ngồi nhắm mắt. Sau đó, bạn lại khóa các ngón tay lại và xoay vặn người sang hai bên. Thả lỏng hết tất cả mọi sự mệt mỏi trong cơ thể, từ công việc, từ cuộc sống, hay cả từ tư thế ngủ làm bạn khó chịu, hoặc ngay cả hiện tại bạn đang thấy mệt mỏi, cũng thả lỏng hết ra. Bạn quay tròn bả vai một chút nữa. Tiếp theo, bạn xoay tròn ở phần eo để thả lỏng phần eo và phần lưng, rất tốt cho cột sống. Xoay chiều ngược lại. Động tác tiếp theo, bạn ngồi xổm, xòe các lòng bàn tay xuống dưới sàn,
chạm đầu gối vào bắp tay trên, đẩy người về phía trước, ra sau. Bạn chỉ đẩy người từ từ về trước, ra sau mà không nhấc chân lên. Sau đó quỳ đầu gối xuống, khóa các ngón tay ở phía trước, chạm khuỷu tay xuống dưới sàn, nhấc hông lên. Hít vào và thở ra, đưa ngực về phía trước gần với tay. Hít vào, đẩy hông trở về sau. Thở ra, đẩy người về phía trước. Hít vào. Bạn có thể làm từ 10 tới 15 lần, tùy theo khả năng của mình. Hít vào, đưa hông trở về sau gần với tư thế chó úp mặt. Thở ra, đẩy người về phía trước. Đưa gối trở về. Làm tiếp tục động tác trước đó. Đầu gối chạm vào bắp tay trên và đẩy người về phía trước, ra sau. Làm nhẹ nhàng. Đưa tay về phía trước một chút. Sau đó vào tư thế tấm ván. Đưa đầu gối xuống vào tư thế mèo đứng để thư giãn. Sau đó lại về tư thế tấm ván. Và giữ khoảng tầm 10 tới 15 giây. Khi nào bạn thấy mệt, bạn lại thả đầu gối xuống để nghỉ ngơi. Các bạn làm khoảng 3 tới 5 lần. Thả đầu gối xuống. Và một lần nữa vào tư thế tấm ván. Trở về. Ngồi trên đầu gối, hơi mở hai đầu gối ra, hai bàn tay xuống dưới sàn và từ từ gập người về phía trước vào tư thế trẻ sơ sinh. Thư giãn. Thả lỏng cơ thể. Đưa người ngồi dậy. Đó là 10 phút yoga flow cho người mới bắt đầu. Namaste.